lập kỳ tích với 15 MV đạt top 1 thịnh hành trên YouTube. MV mới nhất của Đen Vâu, diễn viên Tồi, cũng chính thức vươn lên top 1 trending chỉ sau hơn một ngày ra mắt. Chỉ sau chưa đầy một ngày ra mắt, MV diễn viên Tồi của Đen Vâu đã chính thức đạt vị trí top 1 trending YouTube, toàn thể cũng như top 2 trending âm nhạc. Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm cũng đã vượt mốc 2.2 triệu lượt xem với trên 152.000 lượt thích. MV diễn viên Tồi được thực hiện theo concept của một live session, nơi Đen Vâu là nghệ sĩ đứng giáp cùng ban nhạc, kết hợp với giọng ca của Thành Bùi và nhóm Mè. Bên cạnh tạo hình tóc dài và trang phục mang màu sắc hoài niệm của Đen Vâu, MV diễn viên Tồi gây ấn tượng bởi thông điệp ý nghĩa về tình yêu bằng hình ảnh những bức tranh tiếp nối nhau. Ngay khi sản phẩm vừa ra mắt, đông đảo khán giả đã hài hước chỉ ra tạo hình tóc dài, lại còn uốn xoăn này của Đen quá giống với nghệ sĩ Hàn Quốc Lee Kwang Soo. Chắc chắn sự giống nhau thú vị này cũng góp phần không nhỏ cho độ lan tỏa của MV diễn viên Tồi. Song song với những bình luận hài hước, khán giả dành nhiều lời khen cho lần trở lại này của Đen Vâu, đánh giá cao về lời giáp lẫn phần hình ảnh chất nghệ. Khẳng định đây mới chính là chất của nam rapper mà bấy lâu nay anh lơ là. Cá biệt vẫn có một số bình luận cho rằng sản phẩm lần này khá khó nghe nhưng vẫn không phủ nhận sáng tạo của Đen Vâu. Hiện tại, Đen Vâu cũng chính là nghệ sĩ giữ kỷ lục Bobo khi có số lượng MV đạt top 1 trending YouTube nhiều nhất từ trước đến nay với 15 MV. Trước diễn viên Tồi thì sản phẩm gần nhất của Đen Vâu đạt top 1 trending YouTube là MV Ai Muốn Nghe Không, phát hành vào ngày 11 tháng 6. 15 MV giành top 1 trending YouTube Việt Nam của Đen Vâu là Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em, bài này chiếu phết. Kết hợp với Min, 2 triệu năm, Lối Nhỏ, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu. Kết hợp với Min, Zatati, Làm Gì Phải Hốt. Kết hợp với Hoàng Thùy Linh, Zatati, 1 triệu like, Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực, Đi Về Nhà. Kết hợp với Zatati, Cho Mình Em. Kết hợp với Binzy, Trốn Tìm. Kết hợp với MTV Ban, Mang Tiền Về Cho Mẹ. Kết hợp với Nguyên Thảo, Đi Trong Mùa Hè. Kết hợp Trần Tiến, Ai Muốn Nghe Không và diễn viên Tồi. Điều này có nghĩa là từ năm 2018 đến nay, gần như lần nào Đen Vâu ra mắt sản phẩm chính thức thì sản phẩm ấy đều đạt đến vị trí cao nhất của top.